anh đứng chụp với em. Thật đó hả? Qua đây trên này. Thật đó. À, đây 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 đây. Sorry. Có một cái ý định nào về việc quyên góp cho miền Trung hay không, hay bản thân mình sẽ quyên góp như thế nào, cái hình thức đó? Thường thì em sẽ có một cái quỹ, nhưng mà cái này mình sẽ không có chia sẻ lên
Dạ, có nhiều người sẽ chia sẻ theo nhiều cách, có thể là chia sẻ lên hoặc không, cũng có thể là âm thầm, và những cách, tất cả mọi cách đó đều tốt cả, đều là lan tỏa, cũng đều giúp đỡ và chia sẻ với mọi người, cho nên là dạ. Cảm giác hôm nay trở lại cái sự kiện đó thì em thấy như thế nào hay không? Cũng gần một năm rồi đúng không? Dạ, đúng rồi, gần một năm thì cái sự kiện này rất là ý nghĩa, và hy vọng là thương hiệu Xích Đỗ sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa để cho nhà thiết kế, anh nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sẽ có thêm nhiều cái hoạt động từ thiện ý nghĩa, và cũng như là các con anh sẽ ngày càng chăm ngoan và trưởng thành hơn nữa. Cảm ơn chị rất nhiều.